Điều ước cuối của tù nhân 2037. Bộ phim Hàn mang đến cho người xem cảm xúc dằn vặt khi theo dõi cuộc đời của cô gái phải vào tù vì giết kẻ xâm hại mình. Phim của đạo diễn Mo Hong Jin nhận được đánh giá tích cực trên các trang phê bình tại Hàn Quốc. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên của Hong Jae-ji, ca sĩ thần tượng trong chương trình Produce 2018. Khán giả Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho vai chính của cô sau khi phim ra mắt tại thị trường nội địa. Ở tuổi 19 với nhiều hoài bão, nữ sinh Yoon Jong, Hong Jae-ji đóng phải đi làm cùng người mẹ khiếm thính Kim Ji-yeon. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi sự cố xảy ra khiến cho cuộc đời của Yoon Jong thay đổi mãi mãi. Cô bị đồng nghiệp của mẹ cưỡng bức trên đường về nhà. Quá phẫn nộ, cô hạ sát hắn rồi lãnh án 5 năm tù. Tại nhà giam số 10 thì Yoon Jong gặp được những chị em cá tính. Chị đại Sun Ye do Kim Mi Ha đóng, từng là giáo viên yêu nghề. Lila là cái hài của nhóm. Ha Su luôn xuất hiện trong trang phục màu hồng. Còn đầu gấu Sarah tính tình nóng nảy khiến bạn tù phải e sợ. Và cuối cùng là Jang Mi do Ji Ong So Min thủ vai, là tù nhân cuối cùng bị bắt trước khi hiến pháp Hàn Quốc thay đổi. Họ là nhân tố giúp cô em út tìm lại sự lạc quan trong cuộc sống. Có tên tiếng Việt là Điều ước cuối cùng của tù nhân 2037. Tác phẩm dễ khiến người xem liên tưởng đến bộ phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, cũng có nhân vật chính là người thấp cổ bé họng, chịu cảnh tù oan. Cùng bối cảnh trong phòng giam, các tù nhân đều được đặt tên theo con số. Mỗi người vào đây đều có một câu chuyện riêng, nguyên nhân và quá trình hối cải của họ được diễn viên khắc họa chân thực, nhẹ nhàng. Hong Jae-ji hóa thân tương đối tròn trịa. Nữ diễn viên lộ nhiều yếu kém trong lối diễn, song gây ấn tượng khi sử dụng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu. Khả năng sử dụng biểu cảm gương mặt của người đẹp cũng được đánh giá cao. Sự bất lực, tuyệt vọng sau cú sốc lớn ở tuổi 19 được lột tả qua gương mặt thất thần và vô cảm. Thế khó cho Jae-ji là khi phải truyền tải nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó có sự ăn năn, xen chút tội lỗi nhưng vẫn chứa đầy tổn thương và căm phẫn. Không than khóc, kể lể, những tù nhân dùng chính câu chuyện của mình để chữa lành vết thương cho Yoon Jong. Các chị em trong nhà giam số 10 đều có những nỗi đau riêng, nhưng họ chọn gạt đi để chữa lành cho em út. Sự mất mát của nhóm nhân vật thứ chính được biên tập thể hiện tinh tế qua từng hành động, lời nói. Mỗi người tựa như một mảnh ghép giúp hoàn thiện bức tranh đa sắc. Mẹ của Yoon Jong là điểm nhấn đầy cảm xúc của người xem đẩy lên cao trào. Không thể phát ra tiếng, nhưng với bản năng của người mẹ, bà luôn bảo vệ con trước nguy hiểm. Đôi vai run rẩy theo từng tiếng nấc, bàn tay liên tục cao cao vào nhau. Bà đi tìm con trong đêm tối vô định. Hình ảnh người phụ nữ u ớ đang cố cầu xin quan tài giảm án cho con dễ lấy nước mắt của khán giả. Phim mở đầu bằng tiếng nhạc du dương, khung cảnh thiên nhiên bao la lấy hình ảnh của cô nữ sinh báo hiệu khoảng yên bình trước thềm giông tố. Đạo diễn dẫn dắt khán giả đi theo mạch cảm xúc của nhân vật thông qua âm nhạc. Nhà làm phim chọn lối kể chuyện đi từ nhẹ nhàng đến cao trào, rồi quay về nhẹ nhàng như cách nữ chính chấp nhận để vượt qua số phận. Những góc máy được đặt sau tái hiện do khung cảnh đang xảy ra ngày càng khiến người xem phẫn nộ trước sự bất công. Không gây xúc động mạnh bởi hình ảnh người cha thiểu năng gặp lại con gái như trong Điều kỳ diệu phòng giam số 7, song bộ phim 2037 lại lấy đi tiếng cười, nước mắt từ những chi tiết nhỏ. Ở nửa đầu thì phim xử lý tình tiết khá tốt, tạo cảm xúc vừa đủ với nội dung chữa lành. Tuy nhiên đạo diễn có phần hơi tham lam khi thêm thắt nhiều chi tiết, đẩy bi kịch của nữ chính lên cao trào khiến tác phẩm trở nên rối rắm, thiếu mạch lạc. Nhiều cảnh quay được cắt ghép, chuyển cảnh liên tục khiến cho người xem mệt mỏi khi phải sâu chuỗi nội dung bộ phim. Ở cảnh cao trào thì hàng loạt vấn đề được bổ sung dồn dập. Những câu thoại đặt để không hợp lý và cái kết mở khiến người xem khó hiểu. Nếu phim gọn bớt tình tiết, trau chuốt thêm phần thoại và nhịp thì có thể kịch bản của 2037 sẽ tròn trịa hơn.